Đây nè, núi Đàn nè. Đang xuống giống chạy xuống giếng gì á. Ê! Nè. Ê, làm gì vậy? Ê. Cố ơi. Ê. Bữa nay lên cho mày luôn rồi. Ê da. Đừng đi. Chào nhà quay lại kênh Sơn Mau Lắp đó nha. Chào cả nhà ơi, hiện tại thì con và Tú thật sự mà nói cả nhà cũng lâu lắm rồi thì hai cậu cháu mới trở lại cái chỗ ba cái giếng cũng như cái làng của Hoa nữa cả nhà. Thì cả nhà hôm nay hai cậu cháu cũng có những cái điều mà nghĩ là hôm nay có thể là giúp được cho một những cái vong đó, cho nên mới trở lại. Rất mong là hai cô cháu hôm nay cả nhà trở lại thì có thể hoàn thành được những cái điều mà con Tú và cả nhà cùng mong muốn từ trước đến nay. Nhưng mà cái chuyện đó là để chút nữa mình mới biết được. Nhưng mà tụi con sẽ cố gắng. Thì nói chung ở đây thì như cô chú anh chị xem những tập đầu khu vực này cũng như là về sau á, thì hầu như cũng biết là nơi đây xuất hiện một người đàn ông ở dưới nhỏ cũng khô đó, người đàn bà và hiện lúc già và lúc trẻ, một con đen nhưng mà chưa từng xuất hiện bao giờ xuất hiện luôn. Thì cái ông mà đằng kia thì kiến khô quá thì có vẻ như là chúng ta có thể tiếp cận và giúp đỡ được, nhưng mà ở đây một điều là có một cái vong quỷ nào phía sau, quỷ đen đó ưa xuất hiện và cản trở khi mà hai cô cháu đến gần để tiếp cận và giao tiếp với vong linh của cái ông đó, mà hình như ông đó bị chói buộc với cái giếng đó hay sao đó, ông không có rời khỏi cái giếng được, ông đi ví dụ như ông lên được cái giếng nhưng mà khoảng một gian ngắn đó ông phải về cái giếng đó đó. Mà cái ông đen cái người cái vong linh đen này mình không biết nam hay nữ, chỉ thấy một cục đen thù lùi từ trên tới dưới, hình như thân thể nó đen một màu đen và dường như cái vong linh cũng rất mạnh. Chỉ có điều là càng dày nè cả nhà, hình như là có cái vong đen hình như ở giếng nhỏ giếng nước á, giếng nhỏ giếng nước đúng rồi nhưng sâu quá. Nhưng mà rất là nhiều lần hai cậu cháu cũng xem thấy chết đúng rồi, xem trên giếng nhưng mà thấy cái dạng thấy không có không quay được, không chỉ thấy bằng mắt và không bao giờ quay cho cả nhà được theo được. Thật sự mà hai cậu cháu cũng mong muốn là nếu có thể thì cũng mình gặp họ thử coi để như nào, nhưng mà thấy họ được nhưng mà tiếp cận thì tụi con thấy, nhưng cả nhà không thấy, máy không thấy, ngộ gì đó. Như một điều nữa thì khi cậu cháu mà bị những cái vấn đề mà thuộc về giống như là bị những cái tác động hay hoặc là bị nó giấu thì đa phần là cái vong đen nó làm, còn cái vong trắng cái bà già này á, hầu như là bà này cũng nghe lời cái ông này hay là cái bà này màu đen này nè, còn cái vong đen là nam hay nữ thì thật sự ra mình chưa có nắm được, tại vì họ xuất hiện với một cái hình dạng là đen thui từ đầu đến chân, đen thui đó, vì vậy á cũng không nghe được cái giọng của họ nên mình không có nắm được là họ là nam hay là nữ, ông già hay là bà già hay thế nào đó. Thì hôm nay hai cô cháu đến trở lại là có mục đích, nói chung là có cách để giúp cho một trong những cái vong mình đi, nhưng mà ở đây tùy theo hoàn cảnh. Cái đó nói chung là tụi con có nghĩa là dự định sẽ như vậy, cũng như là muốn chia sẻ với cái nhà là những cái mục đích hôm nay đến đây như vậy. Nhưng mà con nói như vậy ra nhiều khi tại trong quá trình mà mình làm cái nhà con không dám chắc chắn 100% điều đó nó sẽ đạt được, cho nên thì nói gì cả nhà sẽ mừng sợ tùy theo hoàn cảnh thôi, đúng rồi. Tùy theo tình huống là chúng ta giúp được hay không thôi, chứ nếu ở đây 100% tôi nói tôi giúp được là không được, không đúng. Không tại vì bây giờ cái khả năng mình chưa có chắc ăn, bây giờ mình nói giám định khẳng định mà nếu mà đến mà không giúp được thì cô chú anh chị mình nhiều người ta sẽ nghĩ mình nói dốc nói láo nói phét này nọ đó, nhưng thật sự là tôi có mục đích là sẽ đến giúp, mà giúp hết khả năng được hay không nữa tùy duyên thôi. Cả nhà mà nếu mà về cô con có mà có nếu mà cái
Nói chung ở đây có tiếng nhạc, thành ra về có thể là tụi con sẽ chèn âm thanh, hoặc có thể là mình sẽ nói chung làm sao mà nó hạn chế vụ dính bản quyền cả nhà. Và hôm nay cách đây khoảng chừng một cây số, con nghĩ cây số chắc cũng cỡ đó ha, cây số. Nhưng mà có nghĩa là ở đây khi mà cái khu này trống với lại thì mình dưới gió đó. Đúng rồi, mình đang dưới gió nên họ bắt nhạc nghe rất là lớn. Bây nó như thật sự là rất là xa, nhưng mà đây á, là cái nói về vấn đề này cũng như là bản quyền, mà tại bây giờ tụi con mà dính bản quyền tụi con không để đưa lên cho cái nhà xem được. Bắt buộc phải xóa video, giống như là bây giờ con đăng lên thì đăng được á, nhưng mà cái công của con làm ra không nhận được gì hết. Đi đi đúng không ạ? Nói chung cũng như không nói chung là thì nói chung là làm giùm họ đó. Nhưng mà nhiều khi không phải làm giùm không, bị bản quyền đánh cái video xóa bỏ luôn mà mình còn phải bị giống như cảnh cáo hoặc là nhiều thứ, cho nên thì tụi con cũng hơi lo sợ. Nếu mà trường hợp đó mình lấy cái cam đi, cam đi cũng được, thấy hình thôi đỡ cũng được. Cam đêm thì thật sự nó nghe, nhưng mà nó nghe cũng nhỏ xíu à. Nó nghe nhỏ. Nó nghe rất là nhỏ, là hầu như là có chú chị mình nếu mà đứng từ xa là không thể nghe tiếng nói chuyện luôn. Chỉ nghe cái miệng nhét thôi. Nghe đi. Đó, đùng đùng rồi đó. Thì cả nhà bây giờ con cũng mời cả nhà cùng con với Tú trở lại để xem hôm nay hai cậu cháu có thể có như hai cậu cháu mong muốn những cái điều mà hai cậu cháu đặt ra. Không có ngày hồi sáng đi đến đây á, hồi sớm á, là có nghe một người ở cái bà đi ngoài đường nó nói gì vấn đề mà chủ hàng quyền không có đó, cái đào lên lấy hai cái xác, mà cái xác còn thịt da nguyên si đó. Cái đó thì cũng không biết nữa cả nhà, vấn đề gì đó thì cũng chỉ nghe nói sơ được thôi. Là có nghe cả nhà thấy đi với tụi con, cả nhà đâu có biết ở đây là có hai ngôi mộ đâu. Ừ, đúng rồi, mình cũng không biết luôn, không biết ở đây có ngôi mộ luôn cả nhà. Hai cậu cháu cũng không biết, nhưng mà hôm nay đến tao nói ở ngoài kia kìa kìa. Đúng rồi, thì hồi hai cậu cháu sẽ qua bệnh. Nhưng mà cái người cô này nói là ở cái nguyệt này không biết là chôn từ bao lâu, cũng như là mã lạng á, là không có mộ xây mã như bây giờ, mà người dân ta lấy lên á thì hai cái thi thể cái nhà nó còn nguyên vẹn, và hầu như là gia đình phải bắt buộc phải thiêu quỷ luôn, thiêu dưới cái nguyệt luôn. Thì cái đó thì cũng nghe người ta truyền miệng ra thôi cả nhà, thì tụi con có sao tụi con chia sẻ lại với cái nhà vậy. Thì chút nữa hai con cháu sẽ đi đến đó và coi thử coi là cái điều cái người cô nó nói nó có đúng thật hay không. Thôi giờ đi không cả nhà. Cả nhà đi cùng của con hay cả nhà. Đi cả nhà. Đi quẩn. Đi luôn ha. Đi luôn đi. Để mở cái máy đi lên thấy. Ở bên khu vực ở bên rìa bên đây cả nhà. Đi ra. Thì hai cái nấm mộ đó thì nó ở khu vực rìa bên kia. Bây giờ phải đi thẳng qua đó. Thì cả nhà đây qua bên đó cũng khoảng chừng gần cả trăm thước à. Nói chung á, cái khu này nó rộng lắm. Nói chung khu vực này á thì cái bóng gì có thể qua cái vụ tôi đang lùi chà. Tao không có thấy. Ở đâu mình ở góc nào? Cái nhà con sẽ cố gắng nói. Nhìn cái tôi trống rồi nè. Nhìn thẳng bên là thấy cái bóng đen lùi chạy cái vụ á. Tao không thấy. Cả nhà thì con Tú sẽ cố gắng nói chuyện lớn và nói chuyện sẽ nhiều hơn để cho nó lít đi cái nhạc. Thì mong cô chú anh chị nếu mà có nghe nó khó chịu cũng thông cảm tụi con. Tại ở đây giống vậy nhạc nó lớn quá, hai cậu cháu bắt buộc phải làm vậy vậy. Đây nè cả nhà, thấy cái giếng bệnh không? Giếng nhỏ bệnh đó cả nhà. Bây giờ hai cậu cháu sẽ trước tiên sẽ lưu ý cái vụ cái hai cái mộ trước đi. Đúng rồi, giờ này rồi á. Sẽ trở lại ở đây rồi. Đúng rồi. Gì vậy? Tính bẻ rồi anh đi. Gì? Trời. Gì? Mùi cái nón màu hiểm bể. Cái nón nãy đằng kia mà. Không biết. Không nhớ. Đây đó nha. Cái nón bằng cái gì mà đặng dữ vậy? Không biết năng gì vậy. Có thể nón tốt á. Đợi thử đi. Không, mà cái này nặng lắm. Đi đi. Nha cả nhà, hai cậu cháu sẽ. Ủa còn có một đồ cúng bỏ ngoài luôn à. Bỏ ngoài đi rồi đó. Hai cái mộ này là nó được biết là vừa lấy lên vào rạng sáng hôm nay cái nha. Hôm nay hôm qua. Là hôm qua, ừ sáng hôm qua vậy. Nãy nói rồi nghe không được. Nói tỉ. Cả nhà hai người nằm cặp với nhau. Cả nhà nhìn là biết là mới rồi. Mới là lấy luôn á. Nè ở đây là còn
còn lưu hương đúng không? Bên kia thì cái nguyệt đang bị đốt cháy kìa. Đây để nó quay cho cả nhà thấy hết. Cả nhà, đây là cái nguyệt này, cái nguyệt này thì lấy sạch rồi. Dạ. Cái gì? Ngay suốt. Còn bên đây á là cái nguyệt này là do ấy nè cả nhà, còn ra nè được đốt đi. Quần áo giống từng quân, phải áo trắng đẹp. Cả nhà nguyên bộ đồ cơ. Nam nữ. Áo trắng nữ gì vậy? Cẩn thận, đừng có meo quá. Mày không nghĩ đi, bây giờ trường hợp người ta lấy lên á mà ta đốt làm gì? Bởi vậy. Được lấy lên rồi thôi. Mà sao phải đốt luôn cái nguyệt như thế này? Thì cả nhà thấy nè, hiện tại là hai cái nguyệt mà hai nguyệt này cũng chỉ là rất là nhỏ. Đúng không? Theo tôi nhìn cái quan á, áo quan á, chắc có lẽ là nguyệt này mộ chưa rất là lâu rồi. Mà của trẻ em hay sao á? Rất là nhỏ. Cả nhà thấy không? Rất là nhỏ. Và được lấy lên nè cả nhà. Ngang tầm khoảng 4 tấc à. Đứng giữa tôi đừng đứng trên đứng giữa đi. Thì cái nhà thì thật sự khu vực này đầu tiên hai con cháu vào khu vực này thì cũng đã chỉ cho cả nhà mình những cái nền chân mộ mà nằm ở trong những có thể lâu nay còn rất là nhiều ngôi mộ nữa. Nằm trong những cái bụi lùm bụi rậm thì thật sự cả nhà biết là khu vực này rất là nhiều bụi rậm, đôi khi có thể ê. Có thể là nằm đâu đó rải rác rất là nhiều mộ mà vẫn mã lạng, không có nấm không có xây, nên có thể chúng ta không có nắm bắt được cũng như không biết là mộ đó. Thì thời xưa đa phần là mộ lạng rất là nhiều, thì ông bà xưa ta ưa lấy đá nè, ta dằn đầu mộ để làm dấu, để làm dấu. Ngày xưa mà có mấy cục cái cục đá thường như cái này vậy, đá vuông cái này nè. Nhằm khi không có luôn cục đá thường thôi, chúng ta bự là dằn được à. Mà hình như cũng nhìn thấy quan cảnh đây, trước đây đây có một cái trại không có gì rồi. Ông nhìn nè, đây là những cái để chân kiểu chân cái cột nè. Ông nhìn nè, đá vuông vuông nhóc như thế không? Hay là đó, đây là có một cái nhà mồ. Không, là một cái nhà. Cái nhà mồ. Ừ. Ê. Thậm chí ở đây có một cái nhà hoàng cũng kìa. Giống như để hàng. Nhà hoàng thì tại sao có hai ngôi mộ nằm cặp luôn nhà hoàng? Chuyện đó thì khó mà xảy ra lắm. Chứ sao được. Nè ông nhìn nè. Nè mấy cái trụ, mấy cái trụ này để chim mấy chân cột nhà nọ nè. Thì đó mà mình không biết là họ còn họ đá cái gì ta, chắc móc ganh đất người ta hay không chừng. Không chắc vậy, đất bằng cái này cái nhà mà làm lẻ loi một trụ đá này nọ là ưa có vấn đề mà mộ lạng. Bây giờ đi ngược lại lấy cái bộ được cúng đi. Không, bây giờ mình đi vô cái giếng lớn cái đi cả đi. Lâu lắm mày không đến, không biết giờ này như nào, để đi ngoài vòng vô cái nữa là tối luôn á. Cái đồ cúng là mộ của người Việt chắc luôn. Đợi gì ta? Bánh. Cái gì vậy? Không biết. Nó bỏ đi trong cái tóc cái gì? Không phải. Lưới gì? Quá trời nhạc mẹ lớn không? Bộ giạc này ơi. Thì bộ giạc đi qua lại mình thấy mà. Nhưng mà tôi nghĩ bộ giạc nằm chung gì trong đó đó. Có thể là vậy. Cây nhạc lớn quá không biết sao đây, về rồi không biết ổn không đây. Gì? Cái cây thì nó bay tới cái nhà. Cái giếng là đây thẳng trống không ta? Đúng rồi. Mà bây giờ mình vô mà không có cái nhang nào trên trắng thì cãi đi vô cho thân thử cho anh ăn nữa. Ủa cái chuối bên đây đâu rồi ta? Cái nào? Cái chuối bên đây nè. Nằm nè. Dạ. Bỏ tôi giặt cái đây kìa chuối thấy không? Nhớ rồi. Bật đèn lên ta. Nghe tiếng hình như dưới giếng á. Thì hôm nay hai cô cháu con sở đây cũng như là những lần trước cũng phát tâm là đến đây để giúp đỡ các linh còn
này, mà cũng như là ông bà trước mặt ở đây, nếu mà ai còn vì nguyên nhân nào đó mà không rời khỏi đây được á, thì xin quý ngài hãy cho tụi con được gặp gỡ và giao tiếp với ngài, có thể hiểu thêm về cái nỗi khổ của ngài ở đây, vì sao mà mất mà thời gian lâu rồi mà không chịu hết. Nếu mà cái đủ điều kiện á, thì hai cô cháu chúng con sẽ giúp cho ngài một cái điều gì đó. Cái gì? Quay cái lồng gì dưới á? Hình như có người đến đây mà. Có à? Nhìn những cái nhánh nó bị chặt đó thấy không? Dài lên trên luôn bị chặt đó thấy không? Gì? Đâu rồi? Ở đây, ngoài bay rồi. Sau lưng tôi nè, nó quậy liên tục vậy. À mày 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 mẹ nha tôi. Cáo. Ơi, hình như cáo bữa đó phải không? Cáo lần đầu tiên mình đến gặp á. Cáo xanh đây. Nó có tao nằm đây nhớ nằm đây cái gì? Ừ, nằm ở đây nè. Nó có gì vậy? Đâu tụi mày lại tụi mày ấy, tao khắn thử cái họ lên không? Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi Phật tổ một thầy, chúng ta chữa thành chư vị sơn thần, chư vị đất ba năm non bảy núi, cũng như là chư vị sơn thần thủ địa trên mảnh đất hiền tiền. Hai con cháu cũng lâu lắm rồi mới có cái thời gian để đặt chân đến mảnh đất này, cũng như tụi con đã phát nguyện để giúp đỡ những vong linh hương hồn mà không ai mà đang bị quyền rủa và đang ngự trên mảnh đất này. Thì hai cô cháu có nói rằng là khi trở lại sẽ mong muốn sẽ có thể giúp đỡ những hương linh mà bị trói buộc ở đây. Hiện nay nếu mà thật sự quý hương linh còn ở nơi đây thì hãy cho chúng con biết cái sự hiện diện của quý hương linh hương hồn, để chúng con biết rằng là hương linh vẫn còn đang hiện hữu. Có cái gì cái bóp này. Ê, cái duyên hổm nè mà không ai tác động nó sao mà nó bẫy. Ủa gì nhớ được, nó có cái dàn chữ đây hình đây màu đỏ không, thì nhớ nó còn nguyên mà, nhưng mà có nghĩa là nó có cái hình màu đỏ, cái chằng đỏ. Ừ, cái hình đâu ăn tao bảo. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mất tiêu luôn. Mất tiêu rồi kệ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hiện tại chúng con trở lại đây thì rất mong là biết được cái sự hiện diện của vong linh. Đâu thì vong linh nếu mà đang có mặt ở đây, đang nghe những gì thỉnh cầu của hai con. Ở chữ cái giếng đưa lên nghe thấy cái đầu nghe. Ở dưới là phía sau. Ở dưới cái giếng hay là phía sau giếng không biết, nhưng mà phía giữa giếng đó. Ở dưới phía sau mày ơi. Phải không? Thôi thấy dưới nuôi linh á. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hương linh á chúng ta có thể giúp đỡ được con linh nếu mà có thể. Nói gì nghe không? Ngon được không nào á, nhìn ra không? Nhìn ra. Trong cam á, nói chung cam màu thì không thấy đâu, nhưng mà cam hồng ngoại thấy nè. Thấy rõ. Cam đêm thấy, thấy một cái đầu đen. Bởi vậy hay là Giang hãy lấy đồ đi. Ờ chứ giờ. Ê! Sao giờ đi lấy đồ hả? Không biết giờ đi đồ chứ giờ không có Giang bọng chứ sao mà khắn giá ở đây. Ê,
Ở bên mép bên đây tôi thấy có chân chân trắng trắng này giống như cái gì vậy? Đó cái gì? Ê! Cái sông đen đang ở dưới. Các bạn nghe. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Chú kia ấy. Không. Không biết chú kia ấy. Cái đỉnh những nghe mẹ dữ không, cả nhà tiếng nhạc nó hơi to cho nên con cũng phải lặp đi lặp lại những cái vấn đề này để cho cả nhà cũng thông cảm cho cô con. Thật sự nói nhiều nó cũng mệt lắm nhưng mà phải ra gắng cố gắng nói để cho clip cái tiếng nhạc cả nhà coi em. Mà nhìn coi có thấy gì không em? Nghe tiếng gần lắm chứ. Nó mô như Phật. Thì con không biết là con nào đang ở dưới này. Ê ơi. Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng. Bây giờ em dám nhìn xuống thịnh cái đường này lâu chứ. Cho máy xuống, cho máy xuống nhìn. Ở đôi bay. Cái nhà, cái nhà để còn sơ để cái máy xuống dưới cho cả nhà xem. Đây, mày cho lên luôn kìa. Chạy chạy. Đây, đứng yên, đứng yên nha. Đừng ham, đừng ham, để đâu gỡ đi. Cây gai ó đó. Ơi, cái gì vậy? Ơi, mà cái người đó xuất hiện rồi kìa. Cái gì? Cho thấy rồi. Mày giờ không thấy sao? Thấy không? Đâu? Trước mặt kìa. Đó. Mày cầm máy đây. Tức chật chật. Mày nhìn cái máy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy, thấy, thấy. Thấy à? Đây, đây. Nhanh này, nhanh này. Bông lên đây. Thì giờ hiện đã. Bông lên đã thì ngủ ra đây rồi á. Thì bây giờ cũng hãy đến trực tiếp chúng tôi đi trò chuyện đi. Nếu mà có duyên á thì. Đâu rồi? Còn không? Trong mắt hết thấy rồi đấy. Còn không? Tiếng đâu rồi? Tiếng đâu rên á. Sao chú thấy không? Không. Phất cái gì á?
Cái gì? Tiêu. Tiêu rồi. Vỗ nào đi thôi mà. Dạ, nè cầm giùm tao. Ê, bên đây nè. Mày thấy không? Cái bóng đèn gì gan mày nói nãy đứng quạt. Có khi nào mà cái người như này không ta? Nghe vô cái chuối á. Đúng rồi. Ê, ê. Ê. Đây nè. Bên đây nè. Thấy gì chưa? Chích lỡ, chích lỡ. Ôi trời ơi. Ai? Mày nhìn kỹ chưa? Giống chưa? Giống cái gì? Cái bóng đen bệnh. Hôm nay họ cho mình biết rồi đó. Bóng đen bệnh là đem mấy cái giếng à? Đúng rồi. Chích lỡ, chích lỡ. Ôi ơi. Rồi. Hổm này thuyền thuyền lùi rồi, đâu thấy họ đi đứng gì đâu. Họ còn cũng thuyền lùi rồi. Thuyền đen thuyền lùi đó. Ừ. Thì ý tôi nói là hôm nay là họ cho mình biết là cái sự hiện diện của họ và họ cho chúng ta thấy được. Môi như Phật. Thì con cầu chắc không lên đây. Ông bà mặt đây. Nếu mà đã xuất hiện rồi thì xin hiện diện qua và giao tiếp với cậu cháu chúng con để các cháu có một cái cách gì đó để giúp cho các hôn linh đây. Nếu mà bà có bà không biết nữa mà tóc dài mà tóc bà mà dài. Tóc dài đâu có dài chắc chắn đang dính mấy cần cần quay sao dính vậy thử nè ơi ơi ê ổng kìa ông muốn gì đây thì tụi con ở đây chứ sao gì tụi con cũng sẽ giúp các ngài thôi chứ không có phải đến để mà giúp con này bỏ con kia mong nào hay thì hai con cháu cũng giúp hết vấn đề đây là ai phát tâm buông bỏ trước thì tụi con mới có thể giúp được người đó. Còn bằng không thì tụi con cũng không có cách nào giúp được. Vậy là hôm nay chính thức Phong Linh đã cho chúng ta biết và cho cả nhà mình thấy được. Xong. Hai. Hai phong. Một đen một trắng. Để tôi tới luôn nha. Cả nhà, bây giờ chúng ta đến để xem rõ hình hài của Phong Linh này. Nghe thấy giấc bệnh. Ôi, ơi,
giờ cứng nhắc luôn á. Cái tiếng gơm bên này cái Nguyệt còn không? Cái tiếng gơm bên này cái Nguyệt bên kìa. Đúng rồi. Ừ. Cái chân cái mộ. Ngay ngay chỗ lấy Nguyệt cậu. Tớ bước tới luôn đây đây luôn đây đây đây. Sau lưng kìa từ từ. Thấy giỡn Nguyệt kìa. Bỏ bay lên nó gì vậy? Kìa. Thấy không? Môi ừ. Bà ơi. Trời ơi. Ê. Bữa nay lên cho này luôn rồi. Ây da. Căng thẳng. Nghe cái tiếng rên bên cái chỗ cái Nguyệt nữa. Bây giờ sao nè. Đó. Chưa được không? Cầm quá đó. Ê, thật thiết mà qua cái giếng bên kia không? Qua cái giếng bên kia thử. Đẩy cái máy đi, tôi ra ngoài bên cái đường nhỏ nè. Thế ra gì ác vậy nè, sợ cái tiếng âm thanh nhạc. Đẩy ngồi cái bên cam nói chuyện. Mô gì Phật, thì hiện tại giờ hai con cháu con đang ở đây. Thì các Hương thì giờ Hương Linh á, nếu mà bây giờ á thì lợi gần Hương Linh thì tụi con cũng không không thể, cũng không thể. Và Hương Linh á thì nếu mà đủ duyên thì thôi đó, ở đây có con đường mòn dẫn đến tụi con cũng dư lắm. Con nghĩ rằng là con đường mòn á này á, nếu mà có thể tiếng bên kia có Nguyệt kìa, nghe tiếng đi bệnh cả nhà. Ừ, bên kia có Nguyệt á, thì bây giờ Hương Linh hãy sử dụng con đường này đến đây để cho tụi con biết á, nếu mà Hương Linh nào mà cần sự giúp đỡ và muốn đi. Cái gì? Thì giống cảm giác giống như ai đang bò lết 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 đúng không? Giống như người bị cục càng ngày càng gần. Ừ, gần gì? Gần chứ gì? Thôi đâu rồi? Cái gì? Ê! Môi về Phật. Thì tại sao tụi con mời Hương Linh đi cái đường này mà tại sao Hương Linh lại đi đường đó? Thì đi với tiếng Hương Linh hết. Cái người này bị ơ lết đi rồi kìa. Đấy, cái tiếng gà cái tiếng trong cơ hội đó. Ừ. Cái tiếng nhỏ nhỏ còn giống như cái Nguyệt nè. Nam mô dịch Phật. Đi đâu vậy? Ơi, kìa, ơi người phụ nữ đó mày ơi, người phụ nữ. Ông cái thứ như xíu. Con bà, thứ như xíu con hả? Cái thứ gì? Đi qua Nguyệt. Đi qua bên cái Nguyệt hay gì vậy? Thấy đâu? Cẩn thận. Đó, hai cái lùm nè, ngay cái lùm nè. Đó. Hôm nay tại sao mà ông ở giếng ông không ở mà ông qua đây làm gì? Liệu ông anh thường rất là hiếm khi mà ông kêu lên khỏi cái giếng đâu. Ừ. Ê để ý nghe. Nha. Ừ. Ừ tiếng đội. Nào ta. Ê. Ê. Cái gì đó? Ê. Giúp đỡ con Linh rồi. Được không? Ê. Đúng rồi.
Đúng rồi. Chết mẹ. Cái chụp chợ. Đúng rồi. Cái chụp vậy. Úi da, cái gì? Cái gì? Đúng rồi. Ê, tiếng rồi đến đâu vậy? Ê, nó mô như Phật. Cái gây được cái quẹt nữa. Anh đèn. Ê, ông. Ê, ông. Ê, ê, làm gì vậy? Ê. Cổ ơi. Tao chạy chạy nha, một chạy nè, chạy tới tao nè. Ê, rồi sao vậy mày? Tiếp tao, tụi là cháu ông nè, nó là quỷ. Tao biết mày là quỷ rồi, nhưng mà tụi đến đây thì giúp cho Hương Linh thôi. Tha hai con cháu tụi đi. Mày sao mày đi bỏ tao vậy? Nó là quỷ đó. Ê, sao nó mày đừng đuổi. Trời, đi tới quỷ luôn rồi. Cố ơi. Vậy trời. Mới trà. Cố ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó tiêu ta. Đúng rồi. Bà muốn gì đây? Môi Phật, ông muốn gì? Cậu con đâu rồi? Cái đi kìa. Cái nhà. Kệ bà đi. Ổng tiêu rồi, chồng ổng đâu có tiêu rồi. Nó tiêu trời. Cậu ơi. Nghe không? Nghe tiếng không? Nghe tiếng không?
đâu rồi? Cút ơi, cút. Ây da, ây da. Ông nghe tiếng kêu không? Ông nghe tiếng không? Mình không có ánh nhang kìa. Mà sao vô được vậy? Cút ơi, ông nghe không? Cút à, cút, ông nghe nói không? Đây nè, ông nghe không nè? Đừng có nghe lời đó, ông nghe không? Ông nhìn đây nè, đứa đèn nè, nè xuống ông chạy xuống giếng gì á? Ê, nè. Cái gì? Ủa? Cô ơi! Cô ơi! Ủa tiêu trời! Cô ơi! Cái người bự quá sao vậy, đâu kiếm? Ông ở đâu? Ông đang đâu vậy? Mày xuống với tao nè. Xuống đây nè, xuống với tao. Ông đừng nghe lời nữa. Cái lôi mày đi luôn đó. Tức thiệt chứ. Ông đang ở dưới giếng phải không? Mày đợi khi nào nữa? Ông đang ở giếng phải không? Xuống lên nè. Nhanh lên. Ông ở đâu? Tao nè. Xuống dưới này nè, nó tới kìa. Nó mò như là Phật ạ. Xuống này nè. Lúc nào con cháu con đến đây, lúc nào con cháu con đến đây để giúp các lên đây thì con hy vọng ông đừng nghe lời nó đang dụ ông thôi. Mà sao ông nói mở giếng, tôi không thấy ông mở giếng. Nam mô gì hoặc con lại quý ngại đây thì hai con cháu con trước sau đến đây thì cũng muốn chút lên đây thôi, thì nếu mà có làm gì được Phật lòng các hương linh nơi này thì con cũng xin được mong được các hương linh đây, ông bà đây tha thứ bỏ qua cho hai con cháu. Thì nếu mà đã lỡ giấu cậu con rồi á thì xin dẫn đường chỉ lối để cho con tìm được cậu con đi. Thì nếu mà có duyên cậu cháu con trở lại thì sẽ mua một ít gì đó để cúng cho các nơi đây. Còn mua cúng cái gì thì con không dám hứa. Trái cây hoặc là những món đồ mà chay thì con có thể cúng cho quý ngài. Cậu ơi,